Dạ, em chào anh Quốc. Em chào tất cả quý cô chú, anh chị em mình hen. Thì hôm nay nhà vườn Nguyễn Cúc của em cũng có lên một số cây bonsai hen. Em cũng mong được sự giao lưu của quý cô chú, anh chị em mình nha. Địa chỉ của nhà vườn em á là ở Chợ Lách, Bến Tre. Còn số điện thoại là 0336875979. Số này em có sử dụng Zalo, thì em có ghi tên màn hình nhân quý cô chú, anh chị em mình. Rồi thì em cũng quay vài cây cho quý cô chú, anh chị em mình ha. Thì đi quất đây. Rồi em lên mã số 1 nha quý cô chú anh chị em mình. Cây này là mã số 1, là một cây mai chiếu thị ha. Cây này là cây mai chiếu thị lá lớn. Thì cây này là cây lớn như lắm nha quý cô chú anh chị em mình. Thì em sẽ đo thông số cho quý cô chú anh chị em mình ha. Cái này em đo thân chứ em chưa đo đế nha quý cô chú anh chị em mình. Nói đi. Cái hoành thân ngay vị trí này là 1m3 nha quý cô chú anh chị em mình. Hoành thân ngay chỗ này là 1m3. Chiều cao là 2m. Tán ngang anh thấy. Tán ngang là 1m2. Tán rộng ngang là 1m4 nha quý cô chú anh chị em mình. Cây này thì hàng già cây ha, hàng này hàng lớn. Cây này cây mai chứng thị lá lớn, da đen lá lớn. Cây này rất là lớn luôn cho mình ha. Thì em sẽ quay sơ cho quý cô chú anh chị em mình xem nha. Cây này cực kỳ là đẹp cây luôn cho mình ha. Cây này gót ngọt lên cho quý cô chú anh chị em mình. Tay cành thì già hết. Hoành cái nồi đế là khoảng 3m nha quý cô chú anh chị em mình. Nồi đế này là khoảng 3m ha. Hoành thân là 1m3. Chiều cao là 2m4. Tán rộng ngang là 1m4. Cây này thì nhà vườn em xin giao lưu với quý cô chú anh chị em mình là 50 triệu ha. 50 triệu thì em giao lưu giá là giá tại vườn nha quý cô chú anh chị em mình. Cây này rất là lớn và già cây ha. Cây này già cây dữ lắm, già cây. Thì quý cô chú anh chị em mình xem có hợp nhãn thì giao lưu giúp em. Còn số điện thoại thì em có ghi em tên màn hình, thì có gì quý cô chú anh chị em mình kết bạn thì em sẽ gửi hình cụ thể cho quý cô chú anh chị em mình xem nha. Rồi tiếp theo thì em lên cũng là mai chứng thủy nha. Tiếp theo thì em cũng là lên cây mai chứng thủy nha quý cô chú anh chị em mình. Cái này là mai chứng thủy lá lớn, da đen lá lớn hang. Cây này thì cốt cành lớn, hoành nồi đế là 1m7 nha. Hoành nồi đế là 1m7, hoành thân là 46 nha. Hoành thân em đo ngay chỗ vị trí này là 46 nha. Chiều cao là 1m3. Tán rộng là 1m6 nha quý cô chú anh chị em mình. Tán rộng là 1m6. Cây này là cây mai chứng thị da đen lá lớn. Cây này hàng già cây ha. Cốt cành quý cô chú anh. Cái cốt của cái cành thì nó cũng xem với cái cổ tay em ha. Hàng này hàng già. Cây này là cây mã số 2 nha quý cô chú anh chị em mình. Cây này mai chứng thủy da đen lá lớn hàng già. Thì em sẽ quay cái nồi bể đế cho quý cô chú anh chị em mình xem nha. Mấy cây này đẹp cây lắm. Cái này thì em giao lưu là giá tại vườn nha quý cô chú anh chị em mình. Cái này thì em xin giao lưu với quý cô chú anh chị em mình là 25 triệu ha. Cây này là 25 triệu. Cây này rất là rẻ luôn quý cô chú anh chị em mình. 25 triệu cho cái một cây mai chứng thị lớn như vậy ha. Hàng cốt cành là lớn hết. Cái này thì qua màu trắng hoa nó thì mình chơi được 35 đến 40 ngày ha. Rồi tiếp theo thì em lên cái mã là mã số 3. Cây này là một cây xoài nha. Xoài này là xoài tứ quý nha quý cô chú anh chị em mình. Cái này là cây xoài tứ quý. Thì cây này già cây dữ lắm, nồi nồi đế rồi cái lớn lắm nha quý cô chú anh chị em mình. Chiều cao là 1m4 ha. Chiều cao là 1m4. Hoành bể đế là 1m3.
Hoành thân thì em đo ngay chỗ vị trí này nha. Vị trí này là 53. Cái này là cây xoài tứ quý. Cây này già cây dữ dằn, già cây lắm. Cái này thì quý cô chú anh chị em mình là làm trái được rồi ha. Cái này thì làm trái được rồi nha quý cô chú anh chị em mình. Cây hàng hàng già tứ quý. Xài lại xài tứ quý cho mình ha. Cây già cây củ đế nở. Củ đế rất là đẹp luôn cho mình luôn. Em sẽ quay em cho quý cô chú mình xem kỹ kỹ giùm em ha, được thì giao lưu giúp nhà vườn em nha. Cây cây xoài tứ quý này mã là mã số 3 thì em xin giao lưu với quý cô chú anh chị em mình là 6 triệu thôi. Cây này là 6 triệu. Giá thì em báo giá là tại vườn nha quý cô chú anh chị em mình. Này là 6 triệu cho một cây xoài này ha. Thì quý cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em. Còn muốn xem kỹ lại thì cứ kết bạn Zalo với em ha, thì em sẽ gửi hình cụ thể cho quý cô chú anh chị em mình xem nha. Rồi em sẽ qua cây xoài này ha. Tiếp theo thì em lên qua cây khế mã là mã số 4 nha. Mã số 4 này là một cây khế ha. Cây này là cây khế nha. Cây này là khế gân nha quý. Cây này là khế gân hàng già nha. Chiều cao là 1m3 nha quý cô chú anh chị em mình, tán rộng ngang là 1m3. Cây này thì rất là già cây luôn cho mình. Cái này là em lên hàng già không luôn ha. Nồi đế là 2m nha quý cô chú anh chị em mình. Nồi đế là 2m. Thân là 57. Nồi đế là thân là 57, nồi đế là 2m. Chiều cao lên là 1m3, tán rộng ngang là 1m3. Cây này thì già dữ lắm nha. Cốt của cái cành này quý cô chú anh chị em mình, cốt cành ha, nồi đế. Cây này rất là già cây luôn. Cây này là khế gân ha. Cây này già cây dữ lắm, già luôn. Cái độ già thì quý cô chú anh chị em mình không có chê được cái độ già ha. Quý cô chú anh chị em mình xem giùm em ha. Cây là không bị lỗi nha quý cô chú anh chị em mình. Cây là không bị lỗi ha. Cây già cây dữ lắm. Khế này là khế gân. Thì quý cô chú anh chị em mình xem có hợp nhãn thì giao lưu giúp nhà vườn em. Cây này thì đang ra hoa ra trái rất là nhiều luôn ha. Khế gân thì cây khế gân này thì em xin giao lưu với quý cô chú anh chị em mình là 12 triệu ha. Cây này 12 triệu nha quý cô chú anh chị em mình. Cây thì rất là già cây luôn cho mình ha. Rồi tiếp theo thì em cũng là lên mã số 5 là cũng là cây khế nữa nha quý cô chú anh chị em mình. Tiếp theo thì em cũng là lên một cây này là cây khế ha. Mã là mã số 5 nha. Chiều cao là 1m8 nha. Chiều cao là 1m8. Tán rộng ngang là 1m6. Hoành thân ngay giữa vị trí này là 66. Nồi đế là 2m2 nha quý cô chú anh chị em mình. Nồi đế là 2m2. Hoành thân là 66, cao là 1m8, tán rộng ngang là 1m4. Cây này thì rất là già cây cho mình ha. Cây này là cũng là khế gân ha. Cây này thì nó già thì quý cô chú anh chị em mình có chơi dòng khế thì biết rồi đó. Cây này thì nó già, không có chê được cái gì ha. Cốt cành thì là lớn. Nồi đế nè quý cô. Thân đế cái cành này. Cây thì rất là già cây ha. Thì em sẽ quay chi tiết cho quý cô chú anh chị em mình xem nha. Cây này thì nó đang ra trái rất là nhiều luôn với quý cô chú anh chị em mình. Đang ra trái thì rất là nhiều luôn cho mình. Cây này thì già cây ha. Cái hàng già, hàng này, hàng khế gân này già thì quý cô chú anh chị em mình không có chê được. Quý cô chú anh chị em mình xem em ha. Cây này thì em giao lưu là 15 triệu nha anh. Cây này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị em mình là 15 triệu ha. Giá này thì giá em giao lưu, em báo là giá tại vườn nha. Thì quý cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em nha. Cây này thì rất là lớn luôn nha, cực kỳ là lớn cho mình. Nó nồi đế này ha, nồi thân nha. Rồi tiếp theo em lại đây nha quý cô chú anh chị em mình, chịu khó đi với em một xíu ha.
cái này. Dạ, tiếp theo thì em lên một cây mai chứng thủy nữa nha quý cô chú anh chị em mình. Cao 1m3 tán một con. Chiều cao là 1m3 nha quý cô chú anh chị em mình, tán rộng ngang cũng 1m3 ha. Đế 1m7. Nồi đế là 1m7 nha. Nồi đế nó là 1m7. Thân là 54. Cái này là một cây mai chiếu thủy. Mai. Cây này cốt cành lớn hết quý cô chú anh chị em. Cốt cành rất là lớn ha. Cây này là hàng già không mấy cô chú anh chị em mình ha. Mấy này hàng già, cây cực kỳ là già cây luôn cho mình ha. À, cái này là cũng là mai chiếu thủy da đen lá lớn ha. Cái nồi đế là quý cô chú anh chị em mình, nồi đế cũng khiếp là cái nồi đế luôn cho mình ha. Cây này rất là già cây luôn cho mình. Cây này là mã số 6 thì nhà vườn em cũng xin giao lưu rẻ cho quý cô chú anh chị em mình lên 25 triệu cho một cây mai chứng thủy vậy ha. Cây này là 25 triệu nhưng quý cô chú anh chị em mình cây rất là già cây luôn ha, thì quý cô chú anh chị em mình xem có ưng thì giao lưu giúp nhà vườn em ha. Nồi đế rất là lớn luôn cho mình, cây già cốt cành lớn. Lên nu người quý cô chú anh chị, lên nu cục cục hết trơn cho mình ha. Nó là mã số 6, em xin giao lưu là 25 triệu. Giá này thì giá tại vườn nha quý cô chú anh chị em mình, thì quý cô chú anh chị em mình xem hợp nhãn thì giao lưu giúp nhà vườn em ha. Cây thì rất là rẻ luôn. Cây này rất là rẻ cho quý cô chú anh chị em mình ha. À. Rồi em quay cây mai vàng nha quý cô chú anh chị em mình. Qua em quay một cây mai vàng cho quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi cái này là cây mai mai vàng mai thôi, cây dảo. Cái này là mai dảo nha quý cô chú anh chị. Hoành thân cây là 36 ha, hoành thân là 36, cao là 2m5. Nồi đế là 1m5, tán rộng ngang là 2m. Này là một cây mai dảo cho quý cô chú anh chị anh mà. Cây này là cây mai dảo ha. Từ 8 đến 12 cánh cho mình ha. Cây thì dốc ngọn. Tàn thì tặng tàn thông cho mình ha. Tàn thông rất là đẹp luôn cho mình. Cây này rất là đều tàn rồi nha quý cô chú anh chị em mình. Cây này rất là đều tàn. Thì quý cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em ha. Thân rất là đẹp luôn. Lắc thân thì cái giọng lắc của cây thì rất là khéo luôn cho mình ha. Hồi đế thì đẹp, thân thì lắc. Mã này là mã số 7. Cây này là cây số 7 nha quý cô chú anh chị em mình, là một cây mai vàng, cây mai dảo nha. Từ 8 đến 12 cánh cho mình ha. Cây mai này thì em xin giao lưu cho quý cô chú anh chị em mình là 6.500.000 thôi ha. Cây này là 6.500.000. Cây này là 6.500.000 nha quý cô chú anh chị em mình, xem đã được thì giao lưu giúp em. Ha. Giá này là giá tại vườn nha quý cô chú anh chị em mình, em quên, giá này là giá tại vườn. Giá tại vườn nha. Rồi tiếp theo thì em qua bên cây số 8. Rồi tiếp theo là em quay cây này là cây số 8 ha quý cô chú anh chị em mình, là một cây sari ha. Cây này khủng luôn quý cô chú anh chị em mình. Một cây sari ha. Quay. Lùng cũng khổ lắm. Hoành thân là 64 ha. Chiều cao là 2m. Tán rộng ngang là 1m6 nha. Em không đo nồi đế ha. Nồi đế thì lớn lắm, em không có đo nồi đế nha. Hình thân của cây là 64 ha. Chiều cao lên là 2m. Tán rộng ngang là 1m6. Mã này là mã số 8. Đây là một cây sari nha. Sari này, cây này khủng luôn quý cô chú anh chị em mình. Già cây cực kỳ là già cây luôn cho mình. Cây này già cây lắm. Trái rụng nè quý cô chú, trái cây trái rất là đẹp luôn cho mình ha. Chị ăn cho. Đang nhấc nước. Này cây sari. Cây này hàng này mới chơi mấy cây này đã luôn quý cô chú anh chị em mình. Cây sari mã số 8 này thì em xin giao lưu là giá tại vườn cho mình là 10 15 triệu ha. Cây này thì em xin giao lưu là 15 triệu.
Cây này già cây dữ lắm, già cây luôn hiếu quý cô chú anh chị em mình. Cái độ lắc của cây thì cũng là rất khéo luôn cho mình. giá thì em xin báo giá là tại vườn nha quý cô chú anh chị em mình. Em giao lưu này là giá tại vườn ha. Rồi tiếp. Tiếp theo là em xin giao lưu đây là một cây xoài cát ha. À, tán rộng ngang là 2m, chiều cao là 2m3. Hoành thân là 44. Cái nồi đế khoảng 1m6, nồi đế thì là khoảng 1m6. Cái xoài này là xoài cát nha quý cô chú anh chị em mình. Xoài này là xoài cát ha. Cây. Xoài này là xoài cát Hòa Lộc cho mình ha. Cây thì rất là đẹp luôn cho mình luôn. Cây này thì rất là đẹp luôn cho mình nha. Đây là quý cô chú anh chị em mình nhìn kỹ giùm em ha. Cây cốt cành lớn cái hiệu. Nó nằm thì cũng như một con thú nha quý cô chú anh chị em mình ha. Nó nằm thì cũng như một con thú cho mình ha. Để cho quý cô chú anh chị em mình xem. Cây mã này là mã số 9, cây sồi cát này thì em xin giao lưu là 12 triệu nha quý cô chú anh chị em mình. Cây này thì em xin giao lưu là 12 triệu ha. Cây thì rất là đẹp luôn cho mình luôn nha. Cực kỳ là đẹp. Hôm nay thì em lên hàng lấy mấy hàng này là hàng già cây và hàng rút cho mình ha. Thì quý cô chú anh chị em mình xem được đó thì giao lưu giúp em. Số điện thoại thì em có ghim trên màn hình đó nha quý cô chú anh chị em mình. Có gì thì quý cô chú anh chị em mình kết bạn với em ha, thì em sẽ gửi hình cụ thể cho quý cô chú anh chị em mình xem. Rồi thì giờ em đi ra quý cô chú anh chị em mình chịu khó đi theo em một chút xíu ha, ra em quay một hai cây mai lớn bên này ha. Em quay một cây nguyệt quế đi. Chịu khó đi em xíu ha. Cái gì? Cái gì? Thân là 68 nha quý cô chú anh chị em mình. Thân là 68, cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Cái nồi đế là 1m8, hình thân là 68. Chiều cao 1m8, cây này rất là già cây. Cây đẹp, đẹp cây, cực kỳ là đẹp cây luôn cho mình nha. Cây này đẹp cây lắm, cây này. Chơi mấy cây này mới đã luôn quý cô chú anh chị em mình ơi. Tay cành ha. Rất là mịn tàng luôn cho mình này. Nồi đế đó là 1m8 nha quý cô chú anh chị em mình. Nồi đế là 1m8, hoành thân là 68. Tay cành thì rất là mịn tàng luôn cho mình ha. Tay rất là mịn tàng luôn cho mình này. Cái này là mã số 10 được phải không em? Tưa bắt đi nắng hết nhớ rồi. Cây này là cây mã số 10 nha quý cô chú anh chị em mình. Cây nguyệt quế lá sắn bông chùm này là mã số 10 ha. Cây rất là già cây luôn nha. Cây lớn rất là già cây. Cây nguyệt quế này thì em xin giao lưu với quý cô chú anh chị em mình là 17 triệu ha. Cái giá này là giá trại vườn nha quý cô chú anh chị em mình. 17 triệu cho. Thì quý cô chú anh chị em mình xem được á thì giao lưu giúp em ha. Cây này khủng luôn á quý cô chú anh chị em mình. Cây này là cây khủng luôn á. Cây này rất là rẻ luôn nha, thì quý cô chú anh chị em mình xem thử được thì giao lưu giúp em. Giá này thì giá tại vườn nha quý cô chú anh chị em mình. Rồi tiếp theo ra đây là quý cô chú anh chị em mình chịu khó đi em xíu nha. Tiếp theo là ra đây là cây mai nha quý cô chú anh chị em mình. Cái này là mai vàng ha. Cái giống này là giống mai xù ha, mã là mã 11, cái này là giống mai xù nha quý cô chú anh chị em mình. Nồi đế là 2m, hoành thân ngay chỗ vị trí này là 62, ngay chỗ này nha, còn xích ở dưới này là 65 ha. Chiều cao lên là 3m, tán rộng ngang là 3m. Ở cao 3m rưỡi. Cao 3m rưỡi nha quý cô chú anh chị em mình. Cái...
À, mai này là mai dảo nha quý cô chú anh chị em mình. Cái này là mai dảo mà giống là cây thì đang lên xù ha. Cây này thì rất là già cây luôn cho mình. Loại đế là 2m, thân là 62, cao 3m rưỡi, tấn trọng ngang là 3m. Cây này thì nó già thì không có chơi được, cái đồ già dữ lắm, già luôn quý cô chú anh chị em. Già dữ lắm, già luôn cho mình ha. Cây này rất là già cây luôn cho mình. Cái này là mai dảo nha. Cái này thì bây giờ thì xù đang lên xù luôn với cô chú anh chị em mình, đang lên xù rất là nhiều luôn cho mình luôn, lên xù, đang lên xù cục cục luôn cho mình ha. Nó xù lên tới ngọn luôn nha quý cô chú anh chị em mình, xù lên tới ngọn luôn cho mình ha. Cái này là mã 11 nha, giờ em xin giao lưu là 50 triệu ha. Cây này là 50 triệu. Giá này là giá tại vườn nha quý cô chú anh chị em mình. Nồi đế này là 2m ha, phần hoành thân là 64, chiều cao 3m rưỡi, tán rộng ngang là 3m. Thì quý cô chú anh chị em mình xem được đó thì giao lưu giúp em. Cái cây này thì già lắm, cứ cốt cái cành thì bằng cổ cẳng em luôn rồi quý cô chú anh chị em mình. Cái cốt cái cành thì bằng cổ cẳng em luôn rồi ha. Xù thì nó lên tới ngọn luôn ha. Nó lên xù thì lên tới ngọn luôn cho mình, không phải thân ở dưới gốc, nó lên tới ngọn luôn ha. Cây này thì em xin giao lưu là 50 triệu nhưng giá là giá tại vườn nha quý cô chú anh chị em mình. Giá là giá tại vườn cho mình ha. Quý cô chú anh chị em mình xem hợp nhãn thì giao có ưng cây này thì giao lưu giúp em. Cây này đẹp ở ngoài đẹp dữ lắm quý cô chú anh chị em mình, rất là đẹp luôn cho mình ha. Rồi tiếp theo thì em lên một cây nữa, cây này là mã 12, là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Cây này là nguyệt quế lá sắn bông chùm, chiều cao lên từ mặt chậu lên đây là 1m4, tán rộng ngang là 1m4 ha quý cô chú anh chị em mình, tán rộng là 1m4. Nồi đế là 1m4. Hoành thân thì em đo vị trí này thì 51, nghe vị trí này nha. Cây này là nguyệt quế lá sắn bông chùm, hàng già nha quý cô chú anh chị em mình. Cây này cực kỳ là già cây luôn cho mình ha, khủng khiếp là già cây luôn. Cây này thì em giao lưu rẻ, cực kỳ rẻ luôn cho quý cô chú anh chị em mình ha. Xem được thì giao lưu giúp em nha. Mã này là mã 12 thì em xin giao lưu với quý cô chú anh chị em mình là 7 triệu thôi ha. 7 triệu cho một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm này nha. Cây rất là già cây. Nồi để thì lớn, cốt cành to nha. Tàn thì bệnh tàn. 7 triệu cho một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm này ha. Hoành bể đế là 1m4, hoành thân là 51, chiều cao là 1m4, tán rộng ngang là 1m4. Cây này thì rất là già cây luôn. Thì xem được thì giao lưu giúp em ha. Mã là mã 12. Mã là mã 12 nhưng biết cô chú anh chị em mình. Rồi em tiếp em theo qua này là cũng nguyệt quế luôn nhưng biết cô chú anh chị em mình. Cái này là cũng nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Thì hôm nay thì em cũng lên nhà vườn của em thì cũng lên hàng già và hàng lớn, không hôm nay thì em hôm nay thì em không có lên hàng nhỏ nha quý cô chú anh chị em mình. Hôm nay thì em không có lên hàng nhỏ ha, em lên là hàng lớn thôi. Nồi đế cây nguyệt quế lá sắn bông chùm này, nồi đế này là 1m9 nha quý cô chú anh chị em mình. Cao chiều cao lên là 1m8, tán ngang đó là 1m rưỡi. Già dữ lắm, già nó lên sắn từ hoành thân thì vị trí này là 62 nha, hoành thân như vị trí này là 62. Cây này cực, cây này rất là già cây ha. Cái độ lắc của cây thì cũng là rất là khéo cho mình, độ cây lắc của cây rất là khéo luôn nha quý cô chú anh chị em mình. Thì em sẽ quay ra quý cô chú anh chị em mình hang xem được thì giao lưu giúp nhà vườn em. Số điện thoại nhà vườn em thì em có ghim tên màn hình, có gì thì quý cô chú anh chị em mình kết bạn thì em sẽ gửi hình ảnh cây cụ thể là cho quý cô chú anh chị em mình ha. Thì bên em thì cũng còn khá là nhiều loại cây nha quý cô chú anh chị em mình. Và cây nguyệt quế lá sắn bông chùm này là mã 13, em xin giao lưu với quý cô chú anh chị em mình là 12 triệu ha. Cây này là 12 triệu nha quý cô chú anh chị em mình, 12 triệu. Thì giá là em báo giá là tại vườn cho mình ha. Giá là giá tại vườn nha quý cô chú anh chị em mình. Xem mà được thì giao lưu giúp em ha.
xem ai được thì giao lưu giúp em. À có đi. Rồi em qua đây thì em cũng lên một số cái người Quế là làm ma chứng thủy nha. Cái này thì em cũng lên một số cái hàng này hàng trung nha quý cô chú anh chị em mình. Cái hàng này hàng trung cho mình ha. Rồi em xin phép đo thông số nha. Cái này thì em lên hàng trung cho mình thôi ha. Ở quanh bể đế là 80. Cây này rất là già cây. Cái này hàng già không nha quý cô chú anh. Quanh thân là 19. Chiều cao 50. Tán rộng 70. Cái này là một cây mai chiến thủy. Lá lớn, da đen lá lớn. Cây này mịn tàn. Cây này rất là mịn tàn cho mình ha. Cốt cành lớn nha quý cô chú anh chị em mình. Cốt cành này lớn hết cho mình ha. Cây này rất là lớn luôn cho mình. Thì quý cô chú anh chị em mình xem có hợp nhãn thì giao lưu giúp nhà vườn em ha. Cây này thì mã là mã 14. Mã 14 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị em mình là 2.200.000. Giá này thì giá em chưa bao gồm phí ship nha quý cô chú anh chị em mình. 2.200.000 cho một cây mai chính thị. Mã là mã 14 ha. Mã đó là mã 14. Rồi tiếp theo thì em cũng lên mai chính thị nữa cho mình nha. Nếu như đi lô quá thì đi lô thì giá nó hữu nghị hơn quý cô chú anh chị. Chị em mình hoành bể đế là 75 ha. Hoành thân là 35. Chiều cao là 60. Tán rộng ngang là 85. Cây này rất là đẹp cây luôn cho mình ha. Mấy cái này hàng này là già hết quý cô chú anh chị mình. Rất là già luôn cho mình ha. Cái này thì em xin giao lưu là 2 triệu nha quý cô chú anh chị em mình. Giá này là giá tại vườn ha. Chưa bao gồm phí ship thì quý cô chú anh chị em mình xem có ưng được thì giao lưu giúp em. Cây này thì rất là đẹp luôn cho mình ha. Mã là mã 15. Đấy, rồi. Rồi tiếp theo thì em lên cây này nữa nha quý cô chú anh chị em mình. Rồi cái này là cây mai chứng thủy ha. Cây này mai chứng thủy trung đu. Mai chứng thủy trung đu nha quý cô chú anh chị em mình. Hoành nồi đế là 94 ha. Hoành nồi đế là 94. Hoành thân là 35. Chiều cao 65. Tán rộng ngang là 80. Một cây mai chứng thủy trung đu. Hàng già cho quý cô chú anh chị em mình. Tàn rất là mịn tàn luôn cho mình ha. Tàn cực kỳ là mịn tàn. Cái này rất là mịn tàn luôn rồi. Thì quý cô chú anh chị em mình xem được thì giao lưu giúp em nha. Cây này rất là già cây. Cây này cực kỳ là già cây luôn nha quý cô chú anh chị em mình. Cây này thì em xin giao lưu với quý cô chú anh chị em mình là 6.500.000 thôi. Em giao lưu cực kỳ rẻ luôn cho quý cô chú anh chị em mình. Xem ai được thì giao lưu giúp em ha. Thì số điện thoại em có ghi ở trên màn hình nha. Thì tới đây thì em cũng xin phép quý cô chú anh chị em mình. Em cũng kết thúc cái clip ngắn của em ở đây á. Thì em cũng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em mình rất nhiều nha. Thì em xin nhắc lại một lần nữa, địa chỉ em á là ở Chợ Lách Bến Tre. Và số điện thoại em có ghi trên màn hình nha. Rồi em chào quý cô chú anh chị em mình nha.